Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Hành động đi, thưa Bộ trưởng Công Thương. Cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ hàng chục tỷ mang về đưa vợ. Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải bù giá 15.727 tỷ đồng, chịu đựng đến hạn. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng đón xem. Thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Thưa quý vị, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, có thể thấy cả 4 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn đều rất đúng và trúng, lĩnh vực nào cũng nóng dù có vấn đề không phải mới. Ví dụ như vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng vẫn đạt tỷ lệ thấp. Đây là tồn tại được nhắc nhiều trong thời gian qua mỗi khi đề cập việc xử lý tham nhũng. Vấn đề không mới nhưng luôn nóng, thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước nhưng vẫn thấp. Hiện còn lại đến 40-50% số tài sản chưa được thu hồi ở các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Đây là con số không nhỏ vì một vụ án tham nhũng giá trị có thể phải lên tới hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đồng. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị các giải pháp để thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả. Nếu trước năm 2023, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trung bình chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi, thì đến giai đoạn 2013-2020, kết quả bình quân đã đạt hơn 26%, đặc biệt là năm 2019 và 2020, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo bằng 61% tổng số đã thu hồi được trước đây. Tính cả giai đoạn 10 năm 2012-2022, đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%. Trong đó, riêng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi có gần 50.000 tỷ đồng được thu hồi cũng chỉ đạt 41,3%. Một số vụ việc điển hình đã thu hồi được số tiền lớn trong thời gian qua, như vụ Hứa Thị Phấn cho đến nay đã thu hồi được hơn 12.000 tỷ đồng, vụ Phạm Công Danh đã thu hồi trên 5.405 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tham dự phiên điều trần trực tuyến của Tòa án Singapore thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về thu hồi tài sản. Trong vụ án Phan Xào Nam, kết quả đã thu hồi được hơn 2,6 triệu đô. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thu hồi tiền thi hành án từ nước ngoài. Đặc biệt trong vụ án AVG, cơ quan chức năng đã thu hồi được 100% số tiền thất thoát, hơn 8.000 tỷ đồng. Mới đây nhất liên quan đến vụ Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc công ty Việt Á trị giá hơn 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác, 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến. Nhìn lại con số cả giai đoạn 10 năm 2012-2022 mới chỉ thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%, như vậy còn hơn 120.000 tỷ đồng chưa được thu hồi, trong đó riêng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi còn gần 70.000 tỷ đồng cần được thu hồi. Đây cũng là một trong những thách thức, rào cản mà Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt khi giải quyết vấn nạn tham nhũng. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 này, nhiều đại biểu Quốc hội liên tục chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong về giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, thu hồi tài sản tham nhũng là việc khó khăn, có 5 nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra. Thứ nhất, pháp luật thu hồi tài sản bất cập vướng mắc như thiếu quy định về cưỡng chế, chế tài xử lý sau thanh tra. Thứ hai, người phải thi hành án hoặc đối tượng thanh tra không có tài sản hoặc tài sản đảm bảo thấp hơn nhiều so với khoản phải thi hành. Thứ ba, thời gian xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc kéo dài, cách xa thời điểm vi phạm, dẫn đến dễ bị tẩu tán, che giấu, gây thất thoát. Thứ tư, tính pháp lý của tài sản chưa rõ ràng, đối tượng bỏ trốn, gây khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu tài sản. Thứ năm, việc phối hợp giữa các cơ quan thu hồi tài sản thì cũng còn hạn chế. Đại biểu Phạm Năm Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, quan tâm đến con số hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng trong các vụ đại án chưa thu hồi được. Đại biểu Phạm Năm Tiến cho rằng, hiện 40-50% số tài sản tham nhũng trong các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo chưa được thu hồi. Đây là con số không nhỏ, vì một vụ án tham nhũng giá trị có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng ta mới chỉ kiểm soát tài sản trong hệ thống chính trị, còn tài sản do người thân của các đối tượng phạm tội tham nhũng đang đứng tên sở hữu vẫn là một khoảng trống rất lớn, khó kiểm soát.
Trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện tốt chỉ thị 04, đại biểu Phạm Nam Tiến đề nghị các cơ quan sửa đổi bổ sung quy định thu hồi tài sản, giải quyết bất cập, đảm bảo tính đồng bộ để công tác thu hồi hiệu quả. Về giải pháp, cần hoàn thiện cơ chế thu hồi, tăng cường xử lý sau thanh tra và thi hành án. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm phải xử lý ngay, tránh tẩu tán, thất thoát tài sản. Trong giải quyết, thu hồi tài sản có yếu tố nước ngoài, cần có hợp tác quốc tế về vấn đề này. Đại biểu Quốc hội Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề cập đến việc thu hồi tài sản bất minh do người khác đứng tên là rất khó, chưa có giải pháp hiệu quả để thu hồi. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, vấn đề này có nhiều nguyên nhân và rất khó để thu hồi. Đặc biệt trong điều kiện chưa có luật về đăng ký tài sản thì nên chuyển hướng từ xử lý hình sự sang khởi kiện dân sự sẽ thu hồi được nhiều hơn. Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng nên tập trung ưu tiên xử lý kinh tế, không chuyển từ án kinh tế sang hình sự. Đây là quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Thanh tra Chính phủ cũng quán triệt quan điểm này trong xử lý các vụ việc. Theo đó, đối với một số vụ việc, sau thanh tra thì vẫn yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra. Đối với những vụ việc chưa phân định rõ là hình sự hay kinh tế, thì ưu tiên xử lý kinh tế trong thời hạn thanh tra. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng trong một thời hạn nhất định, có thể 1 năm đến 1,5 năm. Nếu sau thời gian này không thực hiện được thì sẽ chuyển đến cơ quan điều tra. Hành động đi, thưa Bộ trưởng Công Thương. Thưa quý vị, tình trạng thiếu xăng cục bộ có dấu hiệu lan rộng, nguy cơ trở thành điểm nóng về an ninh xã hội và an toàn kinh tế không được chấm dứt, cần làm những biện pháp mạnh mẽ từ Bộ Công Thương. 0 giờ ngày 11 tháng 11, người dân ở thành phố Hà Nội vẫn phải xếp hàng dài chờ đổ xăng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày 11 tháng 11, tái diễn cảnh người dân rồng rắn chờ mua xăng từ sáng sớm. Với thành phố Hải Phòng, để đổ được xăng cho phương tiện tham gia giao thông, ở vài nơi, người dân phải đi 3 lần xếp hàng trong ngày mới mua được. Chuyện xảy ra ở 3 thành phố được xem là trung tâm kinh tế của quốc gia. Trong cùng ngày, minh chứng là một điều mà khi nhắc đến ai cũng bức xúc. Sự đứt gãy nguồn cung xăng dầu đã diễn ra khá lâu nhưng đến hôm nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Người dân ta thán, báo chí lên tiếng, chuyên gia hiến kế, quốc hội chất vấn đã có đủ. Nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đó, chẳng có địa chỉ trách nhiệm. Tình trạng khó khăn khi mua xăng dầu gây đảo lộn đời sống người dân, gây tốn thời gian chi phí, dẫn đến thiệt hại cả về thu nhập, công việc cũng như nhiều thứ khác. Việc đứt nguồn cung về xăng dầu đã tác động đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó trực tiếp là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có sử dụng xăng dầu. Một cựu quan chức của Bộ Công Thương cũng phải thừa nhận rằng giai đoạn này chính phủ đang có chủ trương khuyến khích đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau dịch mà thiếu nguyên liệu đầu vào sẽ làm cho sản xuất giảm sút, ảnh hưởng đến tăng trưởng của GDP. Rõ ràng, sự đứt gãy nguồn cung xăng đã để lại hậu quả không nhỏ cho xã hội là có thật, tạo bức xúc hoài nghi cho dân là có thật, và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong câu chuyện này cũng là thật. Nhu cầu sử dụng xăng của cả nước là 5,5 triệu mét khối mỗi quý. Hai nhà máy nội địa Bình Sơn và Nghi Sơn hiện sản xuất được khoảng 4,3 triệu mét khối mỗi quý, đáp ứng được 79% nhu cầu. Chỉ cần nhập khẩu 21%, cả nước có hơn 30 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, trong đó có nhiều đại gia đình đám thương trường mà khi nhắc đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ai cũng phải nghĩ đến là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam PVOI, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro. Vậy tại sao vẫn xảy ra tình trạng thiếu xăng? Nói thẳng do Bộ Công Thương thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu chế tài và thiếu giải pháp điều hành hiệu quả. Giờ đây người dân không còn muốn nghe nguyên nhân do đâu vì đã nghe nhiều rồi, mà chỉ muốn biết đến bao giờ hết ám ảnh cảnh xếp hàng để mua xăng. Hãy hành động thưa Bộ Công Thương. Hành động quyết liệt để chấm dứt cái phi lý trong thời kinh tế số, đừng đùn đẩy trách nhiệm, lúng ta lúng túng theo kiểu miền Nam thiếu xăng vì phụ thuộc xăng lậu, khiến kinh tế thiệt hại, xã hội bức xúc. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch hiệu quả. Người dân đang trông chờ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.